Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Chắc hẳn các quý anh chị em vẫn chưa quên tác giả Thành Nhân, tác giả của một số sản phẩm thành công trước đây mà Ngọc Lâm đã được diễn đọc tại Hẻm Chuyện Ma cũng như là Chuyện Ngọc Lâm. Hôm nay thì chúng ta lại đến với tác giả này qua dị truyện mang tựa đề Tà Thuật Miêu Quỷ. Để không làm mất thời gian của các quý anh chị em thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào câu chuyện. Xin trân trọng cảm ơn. Cầm tấm thiệp cưới mà Trọng Đạt đưa trên tay, Trấn Hưng đã tự hỏi mình nên vui hay vì điều này. Thằng bạn thân Trọng Đạt cuối cùng cũng đã thành lập gia thất. Nhưng khốn nạn thay, người mà nó muốn lấy lại chính là người mà cậu đã thầm yêu, trộm nhớ. Lại cũng chính là người thanh mai, trúc mã với cậu khi hồi còn nhỏ. Một phần rất muốn mở miệng chúc mừng, nhưng phần còn lại, ở đâu đó trong sâu thẳm, lại khiến cho cậu không thốt được nên lời. Dường như không chỉ tình yêu mà còn có chút sự đố kỵ. Sự nghiệp, công danh, tiền tài, danh tiếng, vật chất, tình yêu và mọi thứ cậu đều không thể so bì được với nó. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày của 10 năm trước khi mà gia đình của Đạt đã dọn đến thị trấn Thanh Hưng này để sinh sống, cuộc đời của cậu như bước sang một trang mới. Chỉ vừa mới dọn đến thôi, một năm sau, cái danh học sinh xuất sắc nhất trường, đại diện cho nhiều cuộc thi trong trấn của cậu bỗng chốc đã được chuyển sang cho Đạt. Vốn là đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ, bỗng chốc đã trở thành một đối thủ khi năm đó đại diện cho trường chỉ có một suất. Và suất này lại được nhà trường cân nhắc rất kỹ lưỡng. Người được chọn lại không phải là người luôn được kỳ vọng nhiều nhất là... Hưng, mà lại là Đạt. Không chỉ có thành tích xuất sắc mà lại còn có thêm tính lễ phép, cư xử đúng mực của một người học trò ngoan hiền, khác hẳn với những tính cách có phần ngạo mạn. Có đôi chút, ta đây tỏ vẻ là hiểu biết như của Hưng. Nhưng câu chuyện này lại chưa phải là điểm mấu chốt, vì khi ấy cậu không có xem trọng nó lắm. Điều mà cậu quan tâm chính là cô bạn thân Phương Thảo, một người con gái dịu dàng, thùy mị, có má lúm đồng tiền, một nụ cười tỏa nắng. Đôi khi lại còn có chút e thẹn của con gái đôi mươi, khiến cho Hưng luôn đem lòng yêu mến. Nhưng khi ấy, Hưng lại không thể ngờ được, cuộc thi năm đó lại chính là định mệnh, là sợi dây liên kết để Đạt và Thảo quen biết nhau. Vốn không phải là đại diện cho ngôi trường của mình mà theo học, nhưng có một sự cố bất ngờ đã xảy ra với người được chọn, làm cho Thảo phải thay vào vị trí bỏ trống. Gần đến ngày thi, người bạn ấy bỗng bị bệnh đậu mùa, một căn bệnh rất dễ lây lan cho mọi người xung quanh. Vì thế, bạn ấy buộc phải rút khỏi cuộc thi và nhường lại tấm vé cho người có thành tích xuất sắc thứ hai, đó chính là Thảo. Mọi chuyện đúng là không như dự tính. Đạt vốn dĩ không có cạnh tranh tấm vé, chỉ muốn có thời gian ở cùng với Thảo hơn. Nhưng định mệnh của cuộc đời đã lại khiến cho Thảo gặp được Đạt trong một tình huống không ai ngờ tới. Để rồi sau nhiều năm, khi cả hai đã chín chắn và trưởng thành, thì cả hai đã quyết định kết hôn trong sự ngỡ ngàng không chấp nhận của Hưng. Nếu bỏ qua mọi thứ kể trên, thì quả thực, Hưng đã rất xem trọng mối quan hệ với Đạt. Nhưng kể từ khi nhận được tin hai người quen nhau, Hưng đã phần nào có ác cảm đối với Đạt. Hưng đã rất nhiều lần ngỏ ý yêu thương, chăm sóc cho Thảo sau lưng của Đạt. Nhưng với sự tinh ý và hiểu rõ người bạn thân của mình, Thảo rất khéo léo trong cách cư xử, xử lý để bảo vệ cho tình bạn của cả ba người. Không chỉ thế, ngay cả trong công việc cũng vậy, là vì đồng nghiệp làm chung qua một công ty, Hưng luôn phấn đấu để trở thành một người giỏi nhất. Nhưng dù cho cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, người đạt được thành tích cao, người có được cảm tình với mọi người hơn, vẫn luôn luôn là Đạt. Hưng đã có lần muốn từ bỏ vì tôn trọng mối quan hệ này, nhưng luồng suy nghĩ đố kỵ của cậu đã khiến cho Đạt luôn là người xấu trong cuộc đời của mình. Trong học tập, công việc, rồi giờ đây sẽ lại là tình yêu. Đạt luôn là kẻ xen vào giữa Hưng rồi đã cướp nó đi. Cầm tấm thiệp trên tay mà Hưng không có một chút cảm thấy vui. Dù vậy cậu vẫn cố nở một nụ cười thật tươi vì một điều gì đó. Có lẽ đó là vì cậu đã lỡ đeo tấm mặt nạ mang mát bản thân chí cốt
Cho nên người kể thì từ suy nghĩ của cậu về người bạn này trở nên rất tiêu cực. Mày sắp làm cưới với Thảo sao? Bất ngờ đấy. Tao không ngờ tụi bay lại tiến xa đến mức này rồi. Chúc mừng mày nhé. Đêm hôm đó tao hứa mày sẽ là chú rể sang nhất của năm. Đúng như lời hứa của Hưng, Hưng quả thật nung nấu ý định khiến cho Đạt là người chú rể sang nhất của năm. Nhưng lời nói này không có đơn giản như những gì mà Đạt đã cảm nhận được, mà đó chính là sự ra đi vĩnh viễn và là cái chết của cậu trong ngày mà đáng lẽ cậu phải là người còn sống hạnh phúc nhất trần đời. Đó chính là sự trả thù bắt nguồn từ định kiến của Hưng đã dành riêng cho Đạt. Hưng đã có ý định này từ trước, nhưng nó vốn dĩ chỉ là ở mặt muốn. Còn ở thời điểm này, sự chần chừ sẽ không giúp cho cậu giành lấy được Thảo từ tay của Đạt nữa. Cậu quyết định phải hành động. Cậu quyết định sử dụng thêm một loại tà thuật cực kỳ tàn ác. Loại tà thuật có thể đoạt mạng của người, mà chủ nhân của nó đồng thời cướp đi cả tiền tài và danh vọng của người đang có. Và nó được mệnh danh là miêu quỷ. Nở một nụ cười thảo mai ở trên gương mặt cùng vài ba lời chúc phúc giả tạo, Hưng xin phép Đạt để quay ra về. Hiểu thằng bạn của mình rất năng động, luôn tôn trọng từng giây, từng phút trong cuộc sống cùng với nhiều mối quan hệ đang cần nó xây dựng. Đạt đã đứng dậy, bắt tay cảm ơn Hưng vì đã làm bạn với mình, đồng thời rất mong Hưng có mặt trong đám cưới của nó. Vì Hưng là người mà ngoài gia đình của nó ra, cậu là người nó xem trọng nhất. Hưng đã vội lấy hành động này của Đạt rồi nhanh chóng cất bước ra về. Cậu chắc mẻm ở trong lòng, đó không phải là điều Đạt thực sự muốn nói. Đó thực chất chỉ là sự mỉa mai, châm chọc, chỉ vì Hưng không có bản lĩnh đã để thua Đạt hết lần này cho tới lần khác. Bước chân càng ngày nhanh hơn, nó thể hiện sự tức giận của cậu qua từng nhịp bước đi. Đến bên chiếc Mercedes sang trọng, mở cửa bước vào bên trong, đóng cửa thật mạnh, dậm chân ga thật sâu, rồi phóng nhanh về nhà. Đi đến chiếc tủ sắt đặt ở trong phòng, mở khóa ra, lấy một sấp bùa cộng với một túi bột màu đen đã được gói ghém rất kỹ lưỡng, vòng ra nhà sau, lấy thêm một con dao Thái Lan bén ngọt, rồi bước từng bước hấp tấp xung quanh nhà, miệng thì không ngừng gọi lớn. Tiểu Bảo ơi, mày có đó hay không? Tao có món khoái khẩu, cá khô mà mày thích đây này. Tiểu Bảo đâu rồi? Đó chính là tên của chú mèo tam thể mà Hưng cực kỳ yêu thương, là người bạn thân của cậu kể từ khi Đạt xuất hiện. Tiểu Bảo đã trở thành vật thế thân để cậu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn xảy ra, đồng thời cũng là người bạn chịu khó ở bên cậu nhiều nhất. Cũng chính vì lẽ đó, nó có một chỗ đứng nhất định ở trong lòng của cậu. Nhưng chớ trêu thay, với bùa thuật mà cậu sắp sửa thi triển, điều kiện tiên quyết đầu tiên mà cậu phải đạt được, đó chính là tự tay mình giết chết con vật mà mình đã thương yêu nhất. Và không ai khác đó chính là Tiểu Bảo. Cầm con dao sắc nhất mình có ở trong tay, cậu đã bước dọc hành lang để đi tìm thứ mình đang mong muốn. Vừa bước ra khỏi phòng khách, Tiểu Bảo đã xuất hiện ở trong cái dáng điệu của một con mèo ngoan ngoãn đang nằm dài ở trên ghế sofa chờ đợi chủ nhân của mình xuất hiện. Nó thấy cậu, cứ tưởng là sẽ như mọi ngày, cậu sẽ lại cạnh ngồi rồi vuốt ve, cưng nựng, rồi cho nó ăn một món ăn thật ngon. Nhưng thực không ngờ, hôm nay câu chuyện vẫn xảy ra theo trình tự như vậy, nhưng quá trình đó nhiều hơn một bước, đó chính là nắm thật chặt người của nó, đem ra sau nhà, dùng dao chém một nhát thật mạnh vào cổ, mặc cho nó giãy giụa trong cái sự đau đớn tột cùng. Nhát dao vừa chém xuống, nó cố vùng người bỏ chạy, nhưng không thể, bàn tay của Hưng đã ghim nó nằm chặt ở dưới nền đất. Cả miệng thì đã bị bóp chặt khiến cho muốn gào lên cũng không thể. Nó thấy một màn đêm dần dần hiện lên trong mắt. Nó nhanh chóng cũng đã lịm đi trong vòng tay của người mà nó vẫn thường xem là chủ nhân. Sau đó, Hưng đào lấy một cái hố thật to tướng, rạch bụng của Tiểu Bảo một đoạn thật sâu, nhét mấy tấm bùa vào bên trong. Tiếp theo thì mở miệng, đặt vào bên trong sợi tóc của Đạt mà cậu đã cố tình lấy được, rồi ném nó xuống. Lấy một túi bột màu đen vừa lấy lúc nãy ra, rồi rải lên khắp miệng hố, lấp đất lại, rồi lập tức lấy chiếc điện thoại để ở túi sau quần của mình nhanh chóng bấm số, gọi đến cho một người tên là A Nhĩ. Tiếng chuông điện thoại đổ chưa được bao lâu, thì đầu dây bên kia, một người đàn ông, giọng người Hoa đã lập tức lên tiếng. Alo, A Nhĩ nghe đây. Là tôi đây, Chiến Hưng. Người mà tháng trước đã yêu cầu ông luyện phép để tạo nên miêu quỷ, ám hại thằng Trọng Đạt, thằng bạn khốn nạn của tôi.
Một tuần sau nó cưới rồi, mà đã đến lúc tôi cần ông làm việc của mình. Những điều mà ông yêu cầu tôi thì tôi đã chuẩn bị xong. Con mèo mà tôi yêu quý nhất cũng đã tự tay giết chết theo lời dặn của ông. Mọi việc coi như là đã xong xuôi. Hãy nhanh chóng tiến hành nghi lễ đi. Tôi sẽ chuyển khoản tất cả những gì cho ông mà ông đã yêu cầu khi nghi lễ kết thúc. Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho ông một khoản xem như là lời cảm tạ. Vậy sao? Vậy là cuối cùng cậu cũng đã chịu hạ quyết tâm à? Tốt lắm, hãy đợi tin tốt ở ta. Còn bây giờ cậu chỉ cần đi ngủ một giấc thật ngon, giữ gìn sức khỏe, chờ đợi một tuần nữa, làm mọi thứ, tiền bạc, danh vọng mà cậu đang muốn sẽ thuộc về cậu ngay. Kể cả là người con gái mang tên Phương Thảo đó nữa. Một nụ cười khanh khách của lão ta phát ra từ điện thoại. Hưng biết chắc chắn lão sẽ làm được điều mà cậu muốn. Cậu cười thầm ở trong lòng. Cuối cùng thì cậu cũng đã sắp có được cái mình luôn luôn ao ước. Quay lại không gian quán cà phê mà Hưng vừa rời khỏi. Ngồi lại đó chỉ còn có mình Trọng Đạt. Cậu buông tâm ý của mình nhìn qua khung cửa sổ. Mơ màng một chút về viễn cảnh một tuần sau. Ngày mà cậu và Phương Thảo sẽ về chung một nhà. Ngày mà cậu đã chờ đợi rất lâu. Bất chợt, cậu cảm nhận như có ai đó vừa ngồi xuống kế bên mình. Cậu quay người sang để xem đó là ai. Thì một bàn tay nhanh chóng che đi đôi mắt của cậu. Tiếng của một người con gái như có ý trêu đùa nhẹ nhàng đã lên tiếng. Này, đừng có nhìn, đoán đi. Đoán xem đó là ai nào. Nếu đoán đúng thì sẽ có thưởng. Còn nếu không thì... Dường như biết chắc đây là ai. Nên Đạt cũng đã vội trêu lại. Nếu đoán không trúng, vậy thì phạt anh lấy người đó về làm vợ nhé. Có được không? Bàn tay kia bỗng chợt giật lại, không che mắt của cậu nữa mà đẩy vai cậu một cú thật đau, nhưng có chút nũng nịu. Anh dám... Ủa, bà xã đại nhân đây mà, vậy mà anh cứ tưởng là người khác chứ. Xém xíu nữa thì là anh phải lấy người khác về làm vợ mất rồi. Nói xong, anh bẹo má của Phương Thảo một cái, rồi choàng tay qua, ôm cô rồi lập tức gọi cô một ly nước cam ít đường theo đúng gu ăn uống sở thích của cô. Phương Thảo cười nhẹ một cái, rồi đặt giỏ sách xuống, rồi từ tốn nói. Anh này, anh có đưa thiệp cho anh Hưng chưa? Trọng Đạt gật đầu. Anh ấy có biểu hiện gì lạ không? Anh biết đấy, em sợ vì chuyện chúng mình mà anh ấy... Trọng Đạt vội ngắt lời. Không có đâu, anh với Hưng là bạn lâu năm mà. Anh hiểu tính cách của nó lắm. Nó chỉ mừng cho chúng mình mà thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác đâu. Nhìn thấy sự tôn trọng, sự tin tưởng của Đạt đã dành cho Hưng bao nhiêu năm qua, mà đã làm cho Phương Thảo có chút gì đó có phần hơi lo lắng. Vì Đạt đâu có thể biết được rằng, kể từ khi cậu và cô đến với nhau, Hưng đã thay đổi từ lâu. Hưng đã có nét hành xử đi quá lằn ranh giới cho phép của một người bạn. Có ba thứ mà một người đàn ông cần phải nhớ, đó chính là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Đó chính là những thứ không nên phạm phải. Vậy mà Hưng, vốn là một người thành đạt, có tiếng trong xã hội, lại đi làm lơ đi những cái điều cơ bản này. Cậu ngang nhiên bày tỏ với Thảo sau lưng của Đạt, nhưng với một người tình nghĩa như Đạt thì cậu chưa từng đặt một nghi vấn nào lên người của Hưng mà chỉ cho rằng cậu là một người bạn chân thành. Thảo nghe thấy Đạt trả lời như vậy thì cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho qua. Vì chỉ một tuần nữa thôi, khi mà trở về làm vợ của Đạt, Hưng sẽ phải bỏ qua cái suy nghĩ đó và tập quên dần nó đi mà thôi. Nói chuyện thêm được vài câu nữa thì trời lúc này cũng đã sập tối. Đạt đưa Thảo đi ăn và chở cô về nhà. Niềm hạnh phúc của Hưng luôn được cậu thể hiện khi ở cùng cô. Đưa cô về tới cửa, nhưng những câu chuyện về tương lai của hai người vẫn không có tài nào chấm dứt. Vẫn là câu chuyện đến khi trời đã tối hẳn, Thảo lo lắng cho cái sự đi đường của Đạt khi trời đã về khuya, nên mới chịu nói để cậu ra về. Đạt đồng ý, hôn nhẹ lên môi của Thảo, vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm chạp rời khỏi như là không nỡ. Đêm đã về khuya, gió trời cũng đã thêm lạnh, đường thì vắng, tiếng người thì thưa thớt, nhưng trong lòng của cậu vẫn đập rộn rã. Một kẻ đang yêu thì làm sao có thể ngăn cản lại được hạnh phúc? Vừa chạy xe, vừa ngân nga mấy bài hát quen thuộc về đôi lứa. Bất chợt, tiếng trẻ từ đâu khóc e oe làm cho cậu bỗng rùng mình. Đường không có một ai, đừng có nói là trẻ nhỏ, ngay cả người lớn cũng còn không có thấy, thì làm sao lại có tiếng trẻ con được? Cậu chạy chậm lại, nhìn ngó xung quanh xem có ai cố ý bỏ rơi con mình dọc đường hay không. Nhìn mãi thì chẳng thấy ai,
Tiếng khóc lại dần dần không nghe thấy nữa. Cậu đã lên ga định tăng tốc thì có một con mèo từ đâu đã phóng tới trước đầu xe, cào một vết thật dài lên trên cổ tay khiến cho cậu hoảng hồn, rồi vội mất lái té đập người xuống dưới đất. Con mèo nhanh chóng đã nhảy ra, nó lượn lờ ngay ở chỗ của cậu, cứ ngao ngao như là đang muốn nói điều gì đó. Một lúc sau trấn tĩnh lại thì Đạt mới có thể ngồi dậy được. Dựng xe lên thì cậu thấy con mèo vẫn còn đang ở đây. Nhìn xuống tay thì vết cào quá dài, cộng sâu hoắm làm máu chảy rất nhiều. Con mèo thì không biết tại sao lại cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu cố đuổi nhưng nó vẫn cứ không đi. Nó cứ nhìn cậu chân chân bằng một cái ánh mắt rất lạ. Bất chợt, cậu rùng mình khi nhìn vào cặp mắt của nó. Một đôi mắt màu xanh ngọc bích pha lẫn màu đen sáng trưng ở trong đêm, trông vô cùng ma mị. Khóe miệng của nó thì dường như là bị cắn, cào hay bị vướng vào cái gì đó mà rách bươm một mảng thịt. Cả người thì bộ lông xù lên, lốm đốm chỗ có, chỗ không, như vừa vật lộn với con mèo nào đó rồi đã bị bứt rứt. Ở dưới phần bụng, những giọt máu thì cứ chảy tong tòng. Nó không giống như là vết máu đã bị dính ở trên tay của cậu mà ra. Vì nếu là máu của cậu thì nó vẫn còn phải loãng. Đằng này những giọt máu kia nó đã bị đặc lại, trông như là huyết tương được mua từ chợ về, như những thùng máu gà đã được cắt tiết. Nhận biết rằng đang nhìn thấy thứ không sạch sẽ, cậu đã vội lên xe rồi dồ ga chạy đi. Con mèo vẫn đứng đó, đợi cậu đi được một đoạn rồi nó trườn người phóng theo. Về đến nhà, cậu lập tức đến tủ y tế, lấy thuốc sát trùng rồi rửa vết thương, rồi nhanh chóng băng bó lại kỹ lưỡng. Vệ sinh cá nhân rồi lên trên giường ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, đêm hôm đó cậu không thể tài nào có thể chợp mắt được. Cứ cảm nhận có một cặp mắt đang dõi theo mình, như thể đang quan sát từng hành động của cậu vậy. Máy lạnh thì mở 20 độ C, nhưng người thì vẫn cứ nóng ran, mồ hôi thì tuôn ra đầy gối. Khó chịu về cơ thể, trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, cậu quyết định đi tắm cho thoải mái. Nhưng dẫu cho có tắm như thế nào thì cơ thể vẫn không mát lên được. Uống nước cũng không cảm thấy đã khát, cậu cảm nhận như có cái gì đó đang sâu xé từ bên trong của cậu. Cái tay thì vẫn cứ đau rát không ngừng. Suy nghĩ được một lúc thì có lẽ là do vết thương vừa nãy đã gây ra. Lấy điện thoại trong túi, tìm hiểu một chút về căn bệnh của mình. Được một lúc thì cậu đã tìm ra được một căn bệnh có vẻ phù hợp. Phong đòn gánh, hay uốn ván, triệu chứng, cơ co thắt, nóng sốt, vã mồ hôi, vân vân. Nghĩ là mình đã bị bệnh, cậu đã cố gắng nằm xuống, cố gắng nghỉ ngơi. Mong trời sẽ mau sáng để có thể đi đến bệnh viện được. Mau chóng chữa trị vì ngày cưới cũng đã gần kề. Cậu không thể để mình gặp chuyện gì được. Sáng ngày hôm sau, ở nhà Trấn Hưng vừa làm một giấc thật ngon lành theo lời của lão thầy Pháp khuyên. Cậu ra ngoài vườn để xem cái hố mình chôn Tiểu Bảo hôm qua đã như thế nào rồi. Vừa mới bước ra tới nơi, cậu đã liền hốt hoảng. Cái hố đã bị ai đó xới tung lên, vương vãi đất xung quanh, xác mèo thì lại không thấy đâu nữa cả. Còn máu mèo thì đã lênh láng khắp ở mọi nơi. Nó kéo dài ở miệng hố lên đến thành tường, vươn đến hàng rào rồi biến mất ở bên kia đường. Không tài nào có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Làm sao lại có kẻ biết được cậu chôn xác ở đây? Mà nếu biết thì trộm nó để làm gì cơ chứ? Trong nhà thiếu gì cái thứ quý báu, một cái xác thì có gì quan trọng đâu. Nhớ đến A Nhĩ, liệu đây có phải là pháp thuật của lão ta gây nên? Cậu đã vội vàng gọi đến số của lão để hỏi thăm tình hình. Alo, A Nhĩ hả? Là tôi đây, Trấn Hưng đây. Tôi muốn biết bùa phép của lão làm cho tôi đã đến đâu rồi. Cái hố mà lão dặn tôi làm ngày hôm qua, hôm nay nó đã bị ai đó xới tung lên hết. Xác con mèo cũng biến mất rồi. Liệu bùa phép có bị ảnh hưởng gì hay không? Trấn Hưng rất lo lắng vì điều này. Cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ. Người bạn Tiểu Bảo mà cậu thương mến, tình nghĩa dành cho Trọng Đạt, tình người mà cậu luôn luôn giữ và cái tâm thiện lành mà bố mẹ luôn hướng cho cậu theo. Cậu đã bỏ ra quá nhiều và thứ cậu nhận lại là phải là một thứ gì đó tương xứng. Lại là cậu à? Chẳng phải ta đã nói với cậu ngủ một giấc thật ngon? Đợi một tuần nữa thì mọi thứ sẽ như cậu muốn hay sao? Tại sao lại còn làm phiền đến ta như vậy? Trấn Hưng thấy lão ta không có chịu đi vào vấn đề, mà cứ tỏ vẻ của một bậc bề trên, cậu rất khó chịu trong lòng. Này 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 này, ông nghe rõ tôi nói cái gì không? Xác của con mèo đã biến mất rồi, còn ở đó mà ngủ một giấc thật ngon. Trả lời cho tôi biết, ông đã hoàn thành nghi lễ đó hay chưa? À Nhĩ thì vẫn cứ giọng điệu đó rồi lại đáp lời. Ta đã nói rồi,
điều đầu tiên là cậu phải hoàn toàn tin ở ta. Con mèo đó, nó đã đi làm nhiệm vụ của mình. Nếu như nó cứ nằm lì ở dưới đất, thì làm sao có thể sát hại được người mà cậu muốn. Có hiểu không? Trấn Hưng nghe đến đây thì mới có thể yên tâm phần nào. Cậu cúp máy, chuyển sang gọi cho Trọng Đạt xem cậu ta hiện giờ ra sao. Mọi chuyện có đúng như những lời lão thầy đó nói hay không? Vừa bắt máy, chưa nghe thấy Đạt nói câu nào, tiếng người từ bên kia đã vội vã gọi vọng vào. Bệnh nhân thứ tư, xin bước vào phòng khám nào. Nghe thấy gọi số của mình để vào phòng khám, Đạt vội nói vài lời xin lỗi với Hưng vì sự bất tiện này, đồng thời xin cậu để cho mình vào khám. Cậu đang rất khó chịu ở trong người. Nghe thế vậy, thì Đạt liền đồng ý ngay. Cậu chắc mẻm là mình đã bước đầu thực hiện được mục đích, quỷ miêu đã bắt đầu hành động. Vậy là một ngày cũng đã trôi qua, cậu chỉ cần chờ 6 ngày nữa. Ngày mà hôn lễ sẽ xảy ra, Đạt sẽ đột tử trước mặt của mọi người. Phương Thảo sẽ đau lòng và cậu sẽ là người đứng ra che chở cho trái tim mỏng manh, yếu đuối của cô ấy. Cậu cúp máy, nở một nụ cười mãn nguyện. Bước ra khỏi phòng khám, Trọng Đạt vẫn có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cậu cần mình thật khỏe mạnh cho ngày cưới. Đón taxi trở về nhà, kiếm cái gì đó lót dạ để uống thuốc, rồi đặt lưng lên trên giường nằm nghỉ. Dường như do tác dụng của liều thuốc đó có đi kèm với thuốc an thần, cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một cảnh tượng trong mơ mơ, hồ hồ đã hiện lên. Cậu thấy mình đang đi lang thang không hiểu lý do. Một màn sương trắng xóa bao phủ khắp nơi. Ở dưới chân toàn là sỏi đá mà cậu lại đi chân không bước lên từng viên một. Dù cảm nhận được đây chính là giấc mơ, nhưng cảm giác đau đớn khi dẫm lên vẫn đôi khi có thể hình dung ra được. Đi được thêm một đoạn nữa, một cảnh tượng mới đã hiện lên. Cậu thấy một người thanh niên đang nằm im bất động ở giữa đường. Bên cạnh có một con mèo đang đứng, dường như nó đang liếm lấy người của anh ta. Lại gần thêm một chút nữa thì cậu cũng đã nhận ra đây chính là con mèo đã tấn công cậu ngày hôm trước. Nhưng lần này thì nó không chú ý đến cậu mà nó lại đang làm gì đó với người thanh niên kia. Trong giây lát, biết là mơ, nhưng cậu lại lo lắng cho người thanh niên này sẽ bị phong đòn gánh giống mình. Cậu chạy lại hòng đuổi nó đi. Nó thấy cậu chạy tới, nó quay người lại để lộ hàm răng và khóe miệng đang đỏ lòm một màu máu. Trên miệng còn cắp theo một miếng thịt đỏ tươi. Nó xù lông với cậu rồi phóng người chạy đi mất. Cậu chạy lại sát người thanh niên kia thì thấy máu me đã chảy ra bê bết. Trên cổ mất một mảng thịt. Ước chừng đó cũng là mảng thịt bị con mèo kia ngoạm mất. Vội khẽ lay người đó không có một chút phản ứng. Xoay đầu lại để nhìn cho rõ khuôn mặt thì Trọng Đạt đã lập tức đã bị té bịch người xuống đất. Người thanh niên này chính là cậu. Y như thể cậu đang nhìn chính mình từ trong gương vậy. Cậu ngồi đó, hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó. Vừa quay lưng đi thì con mèo từ đâu đã lại chạy tới ngoạm thêm một miếng thịt. Không thể bỏ mặc thân xác kia ở đó, cậu cũng đã quay lại cố bảo vệ nó cho bằng được. Con mèo thì cứ nhấp nhả với cậu, nó phóng qua rồi lại nhảy lại. Chả khi nào nó cắp được một miếng thịt từ thân xác đó thì nó mới chạy đi. Cứ thế câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ở trong mơ. Còn bên ngoài thì cậu cứ không ngừng ú ớ, mê sảng. Mãi cho đến khi Phương Thảo đến chơi mới phát hiện ra cậu như vậy nên mới vội vã lay kéo cậu trở về. Phương Thảo lúc này thì vô cùng lo lắng. Cô nhìn thấy vết thương trên tay của cậu thì lại càng đứng ngồi không yên. Cô nhất quyết đòi Trọng Đạt đến bên bệnh viện để kiểm tra. Nhưng Trọng Đạt hiểu cô đang cảm thấy như thế nào. Cậu chậm rãi kể lại những gì đã trải qua và cho cô biết mình cũng đã vừa từ bệnh viện trở về. Với một người như Đạt, thấu hiểu tâm lý của mọi người, nhất là Thảo, thì cậu lại càng am hiểu hơn. Cậu rất biết cách để làm cho cô ấy yên lòng. Cậu còn cho hay, nếu như chỉ với một vết thương nhỏ nho như vậy, thì cậu còn không có chữa trị được chu toàn được. Thì sau này về chung một nhà, cậu làm sao có thể chăm sóc tốt cho cô ấy được đây? Đương nhiên, sự chín chắn của một người đàn ông luôn khiến cho phụ nữ cảm thấy an lòng, ngay cả khi Phương Thảo cũng không có ngoại lệ. Cô biết rõ, mỗi khi Trọng Đạt đã quyết định điều gì thì rất khó dễ để mà lay chuyển được. Cô chỉ còn có thể dặn dò cậu cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân, giữ gìn thật tốt sức khỏe vì ngày cưới cũng đã gần kề. Cô xuống bếp, tận tay nấu một bữa ăn ngon với đầy ắp những món bổ dưỡng cũng như là những món mà Trọng Đạt thích. Cô muốn cậu sớm ngày khỏe lại, có được sinh lực tốt để trở thành những người hạnh phúc nổi bật nhất trong ngày cưới. Và cứ thế, mỗi khi rảnh rỗi, sắp xếp công việc xong xuôi, cô liền chạy qua nhà để mà xem Trọng Đạt
tình hình ra làm sao, rồi tiện thể nấu một bữa ăn để cả hai cùng thưởng thức. Nhưng dường như mỗi ngày cô qua chơi, cô đều thấy sức khỏe của cậu có thêm phần sa sút, dường như liều thuốc mà bệnh viện kê cho đều không có tác dụng. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể của cậu lại càng rệu rã hơn, những triệu chứng này ngày một nhiều hơn. Ngoài những cơn nóng sốt, mơ sảng ở trong mơ, đến ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này, cậu còn thêm chứng nhức mỏi toàn thân, tứ chi đau nhức. Lúc đầu chỉ là ở những ngón tay, có cảm giác những con kiến đang bò lúc nhúc ở trên đó, rồi thỉnh thoảng lại có một con cắn vào một cái. Nhưng lâu lâu dần thì cái cảm giác đó đã lan tỏa đi khắp cơ thể. Trái tim thì lại thêm đau nhói, nó cứ quặn thắt từng cơn. Cứ như thể có ai đó đang thò tay vào lồng ngực của cậu, đang không ngừng dùng sức bóp chẹt lấy nó vậy. Cho tới ngày thứ tư, những cơn đau dằn vặt không ngừng khiến cho cậu không tài nào có thể chịu nổi bản thân mình được nữa. Cậu gào thét lên trong đêm, những lời nói an ủi, động viên của Thảo không còn đủ sức để có thể giữ được cậu bình tĩnh. Thảo lúc này như ngồi ở trên đống lửa. Cô quyết định dù cho mọi chuyện có ra làm sao, dẫu cho Trọng Đạt có giận cô vì không tôn trọng ý kiến của cậu, thì cô vẫn phải đưa cậu đến bệnh viện. Tình trạng này không thể tiếp diễn thêm được nữa. Nhưng dường như sự ám ảnh của quỷ Miêu có tác động không nhỏ đến tính cách và những hành vi của Đạt. Chỉ vừa nghe đến bệnh viện, cậu đã vội nổi đóa với cô. Cậu cho rằng cô là một người vợ tồi, một kẻ chưa về làm vợ đã tỏ cái thói quản lý đời sống của chồng, can thiệp vào ý định của người khác. Cậu nhất quyết khẳng định đi đến bệnh viện sẽ không thể khiến cho cậu tốt hơn, chỉ có giấc ngủ mới khiến cho cậu được là chính mình. Miệng nói là vậy, nhưng sâu thẳm bên trong cậu đã cảm nhận được những biểu hiện này là do chính con mèo khi trước gây nên. Biết là thế, nhưng cậu vẫn không tài nào có thể mở miệng ra để mà nói ra những gì mình suy nghĩ. Nói ra những thứ mà cậu muốn Thảo làm cho mình, đó là kiếm một người thầy pháp cao tay về để trục đuổi vong ma. Cậu chỉ có thể nói được những thứ mà con mèo quái đản kia muốn cậu nói. Suy nghĩ của cậu khi thành lời luôn là không và không. Ngày tiếp theo sau đó, hành vi của cậu lại càng thêm phần tự hành hạ bản thân. Phương Thảo trong bếp đang nấu ăn thì lại cảm thấy cậu đang nằm ở trên sofa không ngừng dùng tay đấm bình bịch vào ngực của mình. Như thể hình ảnh của một con linh trưởng đang thể hiện sức mạnh của mình vậy. Nhưng khác ở chỗ, chúng thể hiện sức mạnh là vì chúng có thể, còn riêng Đạt thì cậu lại đang làm tổn thương lấy bản thân của mình. Những lần như thế xảy ra là Phương Thảo lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô chạy lại ôm lấy tay của cậu để ngăn cản, nhưng với một sức của một người đàn ông, cô cũng không thể làm gì được nhiều hơn là giảm đi sức nặng của từng cú đập. Những lần như thế xảy ra, lồng ngực của cậu đã trở nên bầm tím đến tê tái. Đến buổi chiều, vì không thể nào nhìn thấy cảnh này nữa, Phương Thảo đã quyết định bỏ thuốc mê vào đồ ăn. Trọng Đạt vừa ăn xong thì lập tức đã ngủ lịm đi ở trên bàn. Cô lập tức gọi xe đưa cậu đến bệnh viện, nhưng dường như bệnh viện không phải là nơi cậu muốn ở. Nằm ở trên giường mà cậu cứ không ngừng tự hành hạ bản thân của mình. Phương Thảo phải nhờ đến hơn 5-7 vị bác sĩ cũng như những vị hộ lý thì mới có thể kìm được cậu nằm yên ở trên giường. Hành động của cậu còn thái quá tới mức tát Phương Thảo một cú thật đau vì cái tội dám cãi lời của cậu, để bây giờ cậu lâm vào cái tình cảnh khốn đốn như hiện nay. Những hành động càng quấy, tự tổn hại mình, mơ sảng, gây thương tích cho người khác, khiến cho những bác sĩ nơi đây nhanh chóng chuẩn đoán cậu đã bị triệu chứng rối loạn tâm lý trước khi kết hôn. Những triệu chứng không hiếm gặp ở những thanh niên nam nữ phải chịu áp lực lớn từ hai bên gia đình hoặc là vợ chồng. Cậu lập tức được các bác sĩ đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi và chuẩn đoán cho kết quả chính xác nhất. Nhưng trước khi bị đưa đi, đâu đó ở trong cậu, phần tình yêu cậu dành cho Thảo luôn luôn là rất lớn. Cậu nhất thời không thể kìm được cơn kìm hãm của quỷ Miêu. Cậu nằm trên băng ca, mà tay thì cứ nắm chặt bàn tay của Phương Thảo, miệng thì bập bẹ mấp máy nói. Thầy Ba Toàn, em hãy tìm thầy Ba Toàn. Cậu chỉ có thể nói cố lên được đến như vậy. Thế rồi những vị hộ lý đã trông thấy cậu nắm chặt tay của Thảo. Họ nghĩ cậu muốn làm tổn thương cô. Họ đã nhanh chóng rứt tay của cậu ra,
rồi nhanh chân đẩy cậu đi. Phương Thảo nghe đến thầy Ba Toan thì cô đã chợt sững người đi. Cô không nghĩ Trọng Đạt lại nhắc đến tên của thầy ấy. Đó là tên của một người thầy Pháp sống ở ngọn núi Ba Hưng, cách nơi cô đang sinh sống chừng 200 cây số. Đó là một vị thầy Pháp già nổi tiếng trên núi mà cô và cậu đã vô tình gặp được trong một chuyến đi làm từ thiện trong một chiến dịch của chùa, nơi mà mẹ cô đang tu đạo. Cô biết chắc chắn nếu không phải vì lý do gì thì Đạt cũng sẽ không buột miệng nói ra ba từ thầy Ba Toan được. Có lẽ những suy nghĩ của cô là đúng. Người chồng tương lai của mình đang bị vong ám theo, hay tệ hơn nữa là chính đã bị ngải quật. Cô quyết định về nhà, chuẩn bị hành trang rồi lập tức lên đường. Cô nhìn vào trong, nơi chồng mình đang được đưa đi. Cô đã tự hứa với bản thân, lần này mình sẽ là người mạnh mẽ thay cho cả hai. Mình phải mạnh mẽ để có thể cứu sống được anh ấy. Cầm chiếc điện thoại ở trên tay, Thảo muốn gọi cho một người mà mình tin tưởng để đến đây thay cô chăm sóc cho Trọng Đạt. Nhìn đến tên Trấn Hưng, có lẽ đây cũng là một người cô có thể nhờ tới. Nhưng phần nào trong cô lại có chút lưỡng lự. Cô không biết mình có nên cho cậu ta biết về chuyện này hay không. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cho cô biết trong việc này có bàn tay của Hưng can thiệp. Cô không thể đánh liều mạng sống của Đạt vào tay của cậu được. Cô đã vội lướt đi để tìm người khác. Nhưng lúc này đây, điện thoại của cô đã chợt vang lên. Màn hình đã hiện ra hai chữ Trấn Hưng đang gọi. Nhìn vào đồng hồ đeo tay thì mới hơn 2 giờ trưa. Thông thường thì giờ này không bao giờ cậu gọi điện đến cho cô vì cậu biết bây giờ đang là trong giờ làm việc của cô. Tò mò về chuyện Trấn Hưng đang muốn gọi mình, Phương Thảo lấy ở trong giỏ ra chiếc điện thoại của Đạt để xem Hưng có phải là gọi mình không vì không gọi được cho Đạt. Nhưng trên màn hình của Đạt thì không có một dòng thông báo nào liên quan đến Hưng cả. Cô biết chắc cuộc gọi này sẽ không đơn giản. Cô tìm một nơi kín đáo, khuất người. Cô muốn chắc chắn âm thanh của bệnh viện sẽ không lọt được qua đầu dây bên kia thì mới nhấc máy. Alo, Trấn Hưng, cậu gọi tớ có việc gì không? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu chiều nay có muốn đi ăn cùng tớ hay không? Tớ nghe nói mấy hôm nay thằng Đạt đối xử với cậu tệ lắm có phải không? Sắp cưới rồi, mà nó hành xử như vậy, y như là mấy tên côn đồ say xỉn vậy. Lại còn công căn với người khác nữa. Tớ sợ cậu bị nó làm tổn thương, nên muốn hẹn cậu ra tâm sự một chút mà thôi. Cậu đồng ý chứ? Phương Thảo bỗng giật mình. Không biết từ đâu Trấn Hưng lại nghe được mấy lời đồn đại như vậy. Những việc mà cậu ta nói chỉ lại vừa xảy ra ngay đây mà thôi. Chẳng lẽ nào... Phương Thảo trầm ngâm một lúc rồi từ chối ngay lời đề nghị của Hưng. Lần này không chỉ ở cảm giác nữa mà cô dám khẳng định Trấn Hưng là người gây nên chuyện này. Linh tính của cô về Hưng trước giờ chưa bao giờ là sai cả. Cô đã vội cúp máy, mặc cho ở đầu dây bên kia, Trấn Hưng vẫn còn chưa nói dứt câu. Đối với cô, 200 cây số không phải là quãng đường quá xa. Cô lập tức lên đường sau khi về nhà lấy được những thứ cần thiết. Đồng thời cô năn nỉ mẹ giúp cô đến bệnh viện để trông chừng cho Đạt. Cô còn khẽ hỏi mẹ về những bài kinh có thể cầu an và gia hộ được cho người nghe. Cô muốn mẹ mình giúp đỡ cô đọc cho Đạt nghe để phần nào giúp cho cậu đánh lui được cái thứ đang quấy phá mình. Chỉ hơn 5 giờ đi đường cộng với 1 giờ lên núi, cô đã có mặt ở nhà thầy Ba Toan. Thầy Ba Toan là tên của người dân ở đây đã đặt cho ông. Ông vốn là một người con thứ ba trong nhà tên là Trãi. Người dân xưa thì hay gọi Ba Trãi, nhưng từ khi ông theo một vị thầy Pháp bên dòng họ ngoại tu đạo để trở về, thì ông liên tục giúp đỡ cho mọi người gần xa tránh được những vận hạn, tai nạn không nên có. Những người may mắn được ông giúp đỡ thì luôn lo toan ổn thỏa mọi chuyện. Giết rồi thì người dân ở đây cũng đặt cho ông cái tên Toan hay là Ba Toan, có nghĩa là lo toan được mọi chuyện, mọi điều. Những người ở xa tới thì nghe thấy thì lại liên tưởng đến toan hoang hay là vỡ toang, làm cho họ trước khi tiếp xúc đều nghĩ đến một hình ảnh không tốt về ông. Nhưng thực chất ông là một người rất dễ gần và lại hay giúp đỡ mọi người. Lần cuối cùng khi Phương Thảo gặp ông đã từng xem một quẻ bói cho cô và Đạt. Ông đã rất vui vì nhận thấy hai người sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng bên cạnh đó, luôn có một khắc tinh ở cạnh hai người và tìm cách ám hại một trong hai. Ông không biết đó là ai. Ông chỉ căn dặn cả hai
phải luôn đề phòng cảnh giác trước lòng tốt từ trên trời rơi xuống của những người khác. Bởi vì không phải ai cũng đối xử tốt với mình thì người đó cũng sẽ là bạn. Vừa đặt chân đến trước sân nhà, Phương Thảo đã được ông đón tiếp nồng hậu và mời vào bên trong. Dường như ông đã biết trước được rằng cô sẽ đến đây trong ngày hôm nay. Mời cô ngồi rồi chậm rãi rót lấy hai tách trà, một cho cô, một là cho ông. Uống xong ngụm nước, chưa để cho Thảo lên tiếng, ông đã vội lên tiếng trước. Vậy là cái ngày đó đã tới, cái ngày mà vị khắc tinh đó ám hại hai người. Còn ở đây thì có nghĩa là người gặp nạn là thằng Đạt rồi. Chuyện là như thế nào, con hãy kể lại chi tiết cho ta nghe đi. Thảo từ tốn kể lại từng chi tiết, không có sót một điểm nào cho ông ấy nghe. Những gì mà cô đã nghe được từ Đạt, cô đã diễn đạt lại y hệt như người đang kể là Đạt, chứ không phải là cô. Nghe xong thì ông nhận ra ngay là Đạt đã trúng một loại tà thuật được gọi là quỷ miêu. Điểm mấu chốt trong việc này chính là từ vết thương mà con mèo đã gây ra trong đêm tối ngày hôm đó. Vết thương chính là sự đánh dấu lời nguyền mà nó đã mang đến cho kẻ bị ám hại. Từ vết thương, nó sẽ có thể trực tiếp ám hại người xấu số. Ngày đầu tiên thì sẽ là đặt lời nguyền. Những cơn nóng sốt bắt đầu kéo dài. Ngày thứ hai liên tục gặp ác mộng. Người bị ám hại sẽ không ngừng nhìn thấy quỷ miêu đang sâu xé cơ thể của họ cho đến khi chỉ còn một bộ xương mà thôi. Cho tới ngày thứ ba thì những triệu chứng hoang tưởng cũng bắt đầu xảy ra. Họ sẽ thấy những thứ như là tà linh, ma quỷ đang cố gắng điều khiển tâm trí, lời nói của mình. Ngày thứ tư, những cơn đau nhức, những cảm giác như bị ngàn con côn trùng thiêu đốt, cắn xé, lan dần từ ngón tay ra đến toàn cơ thể. Ngày thứ năm, tính cách của chủ thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Họ trở nên cộc cằn, thô lỗ, dễ nổi nóng với mọi người xung quanh, nhất là có hành vi bạo lực với người thân, người mà mình yêu thương. Ngày thứ sáu, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Những hình ảnh họ thấy đều sẽ không rõ ràng. Những hình ảnh phản chiếu trong gương hay là mặt nước đều trở nên đáng sợ. Cứ như thế, họ nhìn gương mà ở trong gương có một hồn ma đang nhìn ngược lại họ. Cho đến ngày thứ bảy, những biểu hiện đó lập tức biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ trở lại thành chính con người thật của mình, tỉnh táo, đầy đủ nhận thức, kiểm soát được mọi hành động của mình. Nhưng đúng ngay giờ khắc họ bị con mèo cào đúng ngày đầu tiên, họ sẽ trông thấy một ảo giác. Ảo giác đó sẽ khiến cho họ thấy một dị tượng, hình ảnh của một con mèo khổng lồ đang ngoạm theo một bộ xương, cứ lượn lờ xung quanh họ. Điều kỳ dị là bộ xương người ấy, trái tim đỏ hòn vẫn còn đang đập thình thịch. Đến đúng thời khắc của người bỏ bùa muốn họ chết, con mèo sẽ lập tức đạp toang bộ xương và nhai ngấu nghiến cái trái tim ở bên trong. Khi đó thì người bị bỏ bùa sẽ đột tử mà chết. Kẻ bỏ bùa sẽ không mảy may bị nghi ngờ. Cái chết chắc chắn sẽ được pháp y khám nghiệm ra là tim ngừng đập, dẫn đến máu không lên não, làm tắc nghẽn hệ thống dẫn thần kinh đến đột tử. Kẻ bỏ bùa sẽ dửng dưng, có được cái mình muốn, đồng thời đứng ở ngoài trước mọi liên đới về sự việc. Còn con mèo khi ăn quả tim xong, nó sẽ có được một pháp lực mạnh mẽ, nó sẽ kéo đủ mọi thứ tiên tai, vật chất, danh vọng, kể cả người thương của người bị hãm hại cũng sẽ về với người bỏ bùa. Trong trường hợp đó, người thương sẽ là Phương Thảo, còn người bị bỏ bùa là Trọng Đạt, kẻ bỏ bùa là Trấn Hưng. Kẻ sẽ có tất cả nếu chuyện này thành công. Phương Thảo nghe xong thì thẫn thờ người đi. Cô không ngờ kẻ bỏ bùa lại dùng tà thuật tàn độc đến mức này. Nó sâu xé gần như toàn bộ linh hồn lẫn thể xác của người bị bỏ bùa. Rồi sau một tuần, người bị bỏ bùa tưởng chừng như đã qua khỏi và vui vẻ với cuộc sống của mình thì đã ngay lập tức họ nhận được một cái chết bất ngờ không báo trước. Sự đột tử ra đi theo ý muốn của kẻ ám hại. Những thứ mà họ gây dựng được đều đã bị kẻ kia chiếm lấy và cưỡng đoạt nó theo một cách bất nghĩa. Nếu đúng theo những gì mà Thảo cảm nhận, Trấn Hưng mà là một kẻ bỏ bùa thì cậu đã trở thành một con người mà Thảo không bao giờ dám nghĩ tới. Một kẻ tàn độc giết hại bạn mình và chiếm đoạt lấy mọi thứ của họ. Thảo thở dài trong thất vọng. Cô quay sang hỏi vị thầy Pháp về cách hóa giải loại thuật này. Thầy Ba Toan cũng chậm rãi giải thích. Tuy tà thuật này rất tàn ác, nhưng cách hóa giải lại vô cùng dễ dàng. Để giải được nó, chỉ cần dùng hỗn hợp nước cam thảo dây, cây thầu dầu,
một quả bã đậu, một ít chu sa nấu cùng với vài lọn tóc của người bị bỏ bùa. Chỉ sau khi uống xong, một vị thầy pháp bất kỳ nào cũng có thể dùng đạo pháp của mình để thỉnh cầu chư thiên, thần linh để tiêu trừ bùa ngải. Nhưng điều đáng lưu tâm là sau khi hóa giải xong, bùa chú sẽ lập tức quay trở lại quật người đã bỏ bùa theo một cách tàn ác nhất. Họ sẽ gánh chịu những thứ mà người bị bỏ bùa chịu đựng liên tục trong một canh giờ, rồi sau đó dằn vặt họ cho đến khi lục phủ ngũ tạng bị nát bét hết mà chết đi. Một cái chết còn khủng khiếp hơn cả gấp trăm lần. Cách giải là như vậy. Thế nhưng thầy Ba Toan khuyên Phương Thảo hãy dùng cách khoan dung hơn. Đó chính là dùng cách tâm ở con người để mà khiến cho kẻ bỏ bùa hối lỗi mà đồng ý tự tay hóa giải bùa chú này. Cách này sẽ giúp cho cả hai bên không ai phải chịu tổn hại, đồng thời hóa giải được hiềm khích hay là tư thù cá nhân vụ lợi một bên phải chịu đựng. Cách này tuy khó, nhưng nó lại là cách dĩ hòa vi quý. Cách mà một người thầy được ăn lộc âm, hưởng lộc dương như thầy luôn luôn hướng đến. Phương Thảo lại trầm ngâm một hồi lâu. Cô nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp giữa cả ba người, những niềm vui mà cả ba đã từng đem đến cho nhau. Trong nhất thời, cô cố quên đi sự tàn độc mà Hưng đã và đang gây ra cho Đạt. Cô gạt nó đi và mong thầy Ba Toan chỉ cho cô cách hóa giải này. Nhận được cách thức trong tay, nhưng cô không có dám chắc cách này có thể thực hiện được. Cô muốn nhờ thầy Ba cho mình những vị thuốc kia để phần nào làm phương án dự phòng trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Dường như hiểu được tâm ý, tầm quan trọng của sự việc, chưa để cô mở lời, thầy đã lấy từ trong ra một gói thuốc rồi đưa cho cô. Đi kèm theo là cách thức sử dụng như là thông tin liên lạc của thầy, để khi nào Trọng Đạt đã uống thuốc, ở trên đây thầy sẽ lập tức lập đàn làm phép hóa giải bùa ngải. Thầy vẫn không quên dặn cô, cách khả dĩ nhất luôn luôn là dĩ hòa vi quý. Hãy cố gắng dùng cách này để thu phục lòng người, còn hơn là lấy oán để mà trị oán. Trong lòng của Phương Thảo hiểu rõ điều đó, cô tôn trọng mong muốn của ông, cô cũng rất tôn trọng mối quan hệ với Hưng. Quay trở về tới thị trấn thì cũng đã là ngày thứ 6 đối với Trọng Đạt. Lúc này cậu đã có những biểu hiện của sự cộc cằn, nóng tính trong mọi tình huống. Những hành vi đó buộc cho các bác sĩ phải trói chặt cậu vào giường, như thể cậu đang là một bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần. Nhìn ở đâu cậu cũng thấy ma quỷ, nhìn vào gương thì thấy người đã khuất, nhìn xuống sàn nhà thì vô vàn những cánh tay từ dưới địa ngục đã trồi lên, rồi như là muốn kéo cậu xuống cùng. Nhắm mắt lại thì sợ cảnh tượng quỷ miêu hiện lên, rồi ăn thịt mình trong ảo mộng. Thức cũng không được, mà ngủ cũng không xong, làm cậu liên tục gào thét. Ở bên cạnh giường, tiếng tụng niệm chú đại bi từ mẹ của Phương Thảo dường như cũng không có tác dụng. Với một mình bà thì không thể nào đủ lực nghiệp để mà có thể giúp đỡ cậu con rể tương lai. Về tới nơi, Thảo lập tức chạy vào bệnh viện xem xét tình hình. Những biểu hiện không chật một ly so với những lời mà thầy Ba đã nói. Thảo biết chắc đã đến lúc mình phải hẹn gặp Trấn Hưng để nói rõ mọi chuyện. Cô đến bên giường, khẽ hôn lên má của Đạt, lấy tay vuốt nhẹ mặt của cậu, lấy hết động lực của cô quyết định phải hành động. Đặt tay lên đầu của Đạt, bứt lấy vài sợi tóc. Cô quay sang thầm cảm ơn mẹ của mình vì đã nhọc công vì tình yêu của cuộc đời cô, rồi nhanh chóng lấy xe chạy về nhà, chuẩn bị bài thuốc theo những gì đã được chỉ dẫn. Xong xuôi, cô quay lại bệnh viện, hướng dẫn lại cho mẹ mình về cách sử dụng bài thuốc, đồng thời còn làm rõ tính xác thực của bài thuốc để bà yên tâm mà làm theo. Cô muốn khi mình thực hiện cách thức kia, cô muốn nếu có gì bất trắc xảy ra, thì ở phía này còn có người có thể giúp Đạt thoát khỏi cửa tử. Xác định được mẹ của mình đã hiểu đúng ý, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hưng, hẹn cậu đến quán cà phê quen thuộc, nơi cả ba đứa còn lưu giữ nhiều những kỷ niệm đẹp về nhau. Vừa đến nơi, Phương Thảo trông thấy Hưng đã có mặt ở đó đợi cô. Cô cảm giác như Hưng đã biết mục đích mà cô đã muốn hẹn cậu ra đây. Thảo từ tốn bước vào bên trong, như một cách lịch thiệp. Hưng kéo chiếc ghế cho cô như một người đàn ông, rồi mới từ tốn ngồi xuống. Cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Trấn Hưng biết, qua cuộc thoại ngày hôm nay, Thảo đã nhận ra người liên quan đến tình trạng hiện tại của Đạt chính là cậu. Cậu đã lỡ lời nói ngay cả sự việc nó chỉ vừa mới xảy ra. Vì cậu là một kẻ bỏ bùa,
mà kẻ bỏ bùa sẽ có khả năng tâm linh tương thông với tà linh mà mình đang cai trị. Khi quỷ miêu làm điều gì, cậu ngay lập tức sẽ nhận được ra ngay. Lúc này nếu cậu là người khởi đầu câu chuyện, dù cho bùa ngải có thành công, Phương Thảo chưa chắc sẽ đến bên cậu. Tình huống xấu nhất xảy ra, Phương Thảo sẽ quyên sinh cùng với tình yêu của mình là Đạt. Và đó là điều cậu không bao giờ muốn. Còn ở Thảo, cô cũng có một chút cảm giác tương đồng với Hưng. Cô biết chắc, với một người có cái tôi rất lớn như Hưng, sẽ không dễ gì chịu nhận cái sai về mình. Hưng sẽ cho rằng Đạt là người đã chen ngang vào cuộc sống của cậu và cố tình hủy hoại nó. Thảo rất sợ trường hợp Hưng sẽ cố chấp và quyết lấy đi sinh mạng của Đạt. Nhưng Thảo đã có bùa hộ mệnh ở trong tay, trọng Đạt chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng nếu kết thúc đó xảy ra, thì người nhận lấy tất cả sẽ là Hưng. Sự im lặng đã kéo dài rất lâu. Thảo thở nhẹ một hơi rồi quyết định mình sẽ là người mở đầu câu chuyện. Hưng này, cậu cho tôi xin lỗi vì đã cúp máy ngang ngày hôm qua nhé. Tớ có chút việc cần giải quyết nên đã vô phép. Tiện đây cho tớ chính thức nói lời xin lỗi. Hưng gượng gạo đáp. Không sao đâu, tớ hiểu cậu mà. Công việc luôn luôn là trên hết. Dù sao tớ mới là người có lỗi vì đã mạo muội gọi cho cậu vào cái thời điểm mà cậu chưa tan sở. Mà Hưng vẫn không biết nên bắt đầu câu chuyện của Đạt như thế nào. Cậu cứ ậm ừ rồi kéo dài câu nói như là để tìm ra cái ý tứ phù hợp. Thảo trông thấy vậy thì đã vội chen ngang. Tớ và Đạt không có chuyện gì đâu. Cậu không cần lo lắng cho tớ. Kẻ nào xấu miệng đồn đại hai đứa tớ xích mích với nhau thì là không biết. Quả là lời đùa không vui một chút nào cả. Sẵn đây, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Hưng gần như muốn ngừng thở khi nghe đến Thảo có chuyện muốn hỏi. Chẳng lẽ lại là quỷ miêu? Nếu Thảo hỏi vậy thì tương lai mà cậu đã vạch ra có cô ấy trong ấy thì coi như là chấm dứt. Thì cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây. Trời đất, sao cậu căng thẳng như vậy chứ? Chỉ là ngày mai tớ cưới rồi, bên nhà trai không hiểu sao lại quên mất vị trí phù rể. Sẵn có cậu là người bạn thân nhất của vợ chồng tớ, hay là cậu giúp tớ một tay, được không? Trọng Đạt bình thường thì rất giỏi ăn nói, vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay lại chẳng dám mở lời nhờ cậu chuyện này. Chắc là có lẽ anh ấy sợ cái tin đồn cậu đã thích tớ từ hồi năm cấp 3. Mà nghĩ cũng hoài niệm nhỉ. Cậu, Đạt và tớ từ khi lên cấp 3 đã trở thành đầu não trong mọi cuộc thi học sinh giỏi của trường. Cậu luôn luôn tranh chấp vị trí nhất khối với Đạt. Còn Đạt thì chỉ có thể tò mò bám đuôi theo cậu mà thôi. Học giỏi, đẹp trai, có nhiều tài lẻ làm cậu luôn luôn được sự yêu mến của mấy hoa khôi trong khối. Có lần Trọng Đạt tâm sự với tớ, anh ấy xem cậu là một thần tượng để theo đuổi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cho tới tận bây giờ luôn đấy. Anh ấy vẫn còn cố gắng để có thể được cậu công nhận là tài năng. Còn nữa, bỗng Hưng quát lên. Thôi đủ rồi, tớ chịu hết nổi rồi. Mặc cho sự cố ý gợi lên hoài niệm trong Hưng của Thảo, Hưng không một chút nào cảm nhận được điều đó. Ở trong Hưng lúc này chỉ có sự tức giận dành cho Đạt, kẻ đã cướp mất chân lý sống của cuộc đời cậu. Thì ra cậu ta xem tớ vĩ đại đến thế sao? Thần tượng ư? Vậy mà cậu lại nỡ lòng nào cướp đi người mà thần tượng mình yêu thương nhất chứ? Hưng à, tớ... Không để cho Thảo chen lời, Hưng vẫn lớn tiếng. Còn nữa, nó tò theo đuổi thành tích của tớ để cả hai cùng tiến bộ hay sao? Tại sao cậu không nói khi đó nó cố tình làm như vậy là để hòng chiếm lấy cái danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc toàn khối của tớ? Còn nữa, nó làm thế là để tớ lơ là cảnh giác, chăm chú vào việc học để có thể có nhiều thời gian ở bên cậu mà thôi. Rồi sao? Khi ra trường và đi làm, nó vẫn chưa chịu buông tha. Nó vẫn quyết xin vào cái công ty khốn nạn mà tớ đang làm đây này. Vì sao? Vì sao chứ? Vì nó muốn hạ bệ tớ. Nó muốn làm nhục tớ trước mặt mọi người. Đó là chân lý sống của nó rồi. Cậu chưa thấy hay sao? Nó đã làm được rồi đấy. Công ty của tớ bây giờ người luôn được ưu ái chính là nó. Người được đồng nghiệp yêu quý cũng lại là nó. Kẻ được cất nhắc trích trường phong cũng lại là nó nốt. Chưa hết, sự khốn nạn nhất của nó chính là chiếm được tình cảm của cậu từ chính tớ. Nó làm bạn với tớ chỉ là để có cơ hội gần hơn với cậu mà thôi. Vậy thì cậu hãy cho tớ một cái lý do để tớ tiếp tục làm bạn với nó đi. Giọt nước bất ngờ tràn ly, làm Thảo không lôi ra được một cảm xúc tốt đẹp của Hưng. Thay vào đó chỉ toàn là sự chỉ trích dành cho Đạt. Trong bất giác, Hưng đã bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình đã che giấu bấy lâu nay. Cái tình yêu của cậu dành cho Thảo
vốn không được nói cũng đã bị cậu buộc miệng nói ra. Thảo lúng túng chưa biết nên đã giải quyết như thế nào thì Hưng đã lại vội nói tiếp. Tớ biết cậu đã nhận ra được thứ bùa ngải mà tớ cố tình ám lên người của Đạt. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây chỉ để cầu xin tớ rủ lòng thương hại mà buông tha cho nó hay sao? Xin lỗi, tớ sẽ không làm điều đó. Không bao giờ làm điều đó. Tớ không có được cậu, vậy thì nó cũng sẽ không. Có lẽ cậu sẽ giận tớ, nhưng chẳng thà không có một ai chiếm trọn được trái tim của cậu, còn hơn là tớ phải thấy nó hạnh phúc sống với cả người mà tớ yêu thương. Còn chuyện phù rể, tớ xin phép từ chối. Hẹn gặp cậu ngày mai ở nhà hàng. Tớ thực sự muốn xem chú rể của cậu có xuất hiện và hoàn tất được lễ cưới hay không. Chào cậu. Trấn Hưng bật người ngồi dậy, mặc cho sự níu kéo chạy theo nắm lấy tay của Thảo. Nhưng Hưng vẫn nhất định hất nó ra. Hưng không còn đặt tâm vào bất cứ lời nào của Thảo nữa. Từ trước khi đến đây, cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cậu biết rằng mình khó có lòng để có thể níu kéo được lấy một chút gì từ mối tình đơn phương này. Cậu nhất quyết cởi bỏ tấm mặt nạ của mình đang đeo. Cậu sẽ trở thành một con người mà đáng ra cậu sẽ phải trở thành từ lâu. Kẻ độc ác trong tình yêu, kẻ sẽ hủy hoại mọi thứ không thuộc về mình, như một tên công tử bột chút giận lên những thứ mà nó không bao giờ có được. Ra bãi xe, cậu dậm ga rồi phóng nhanh đi, mặc cho lời gọi theo không ngừng của Thảo. Về đến nhà, đến bên quầy rượu, lấy những chai vang đắt tiền không ngừng nốc cạn. Cậu muốn quên đi sự đời, muốn quên đi cả thế giới nghiệt ngã đang đối xử thậm tệ với cậu. Tiếng chuông điện thoại đã không ngừng vang lên. Phương Thảo không ngừng gọi vào số của cậu. Hồi chuông này vừa dứt thì lại đến hồi chuông khác. Tiếng chuông cứ liên tục vang lên khắp phòng. Cậu ngồi đó mặc cho nó có ra sao thì ra. Cậu vẫn cứ tiếp tục uống. Đến một lúc sau thì tiếng chuông dường như đã làm cậu khó chịu. Cậu cầm nó lên, dùng hết sức để ném thẳng vào tường. Chiếc điện thoại đã vỡ ra từng mảnh. Cậu lảo đảo bước đến chiếc ghế sofa, nơi mà Tiểu Bảo luôn nằm chờ đợi cậu mỗi khi cậu ở ngoài trở về. Đêm hôm nay, cái thói quen ấy đã chợt ùa về. Cậu nằm đó mà hình dung ra Tiểu Bảo đang liếm lấy tay của mình khẽ gọi dậy. Nước mắt của cậu bỗng tuôn rơi. Cậu nấc lên rồi luôn miệng nói lời xin lỗi. Tiếng đập cửa từ bên ngoài đã vọng tới. Tiếng của Thảo không ngừng gọi, vọng vào cầu xin Hưng hãy nghe những lời từ trái tim của cô. Thảo rất muốn sống hạnh phúc trong một thế giới mà cả hai người đều còn sống. Cả ba sẽ là bạn thân của nhau, cùng vượt qua mọi gian khó. Mặc cho Thảo có nói gì thì nói, thì Hưng ở bên trong cũng không đoái hoài tới. Cậu đã quyết tâm muốn giết Đạt. Hưng này, tớ biết cậu đang ở trong đó. Tớ biết cậu không có muốn nghe những điều mà tớ đang nói ra. Nhưng có chuyện này tớ rất muốn kể cho cậu biết rằng sự thật không như những gì cậu đang nghĩ đâu. Đạt luôn tôn trọng tình cảm của cả hai người. Cậu có nhớ tai nạn xe xảy ra hồi 2 năm trước hay không? Khi cậu đã đánh lái để tránh một cô bé chạy ẩu băng qua đường. Khi đó cậu đã mất rất nhiều máu. Vốn thuộc nhóm máu hiếm nên ở bệnh viện khi đó cơ sở máu lại không đủ để chuyên cho cậu. Người thân duy nhất là bố cậu đáng lẽ phải tiếp máu cho cậu. Nhưng bất ngờ thay, ông ấy lại không thể làm được điều đó. Ca phẫu thuật rất cấp bách, nếu không nhanh chóng thì tính mạng của cậu cũng sẽ bị nguy kịch. Khi đó tớ và Đạt cũng có mặt tại nơi. May mắn đã mỉm cười với cậu khi Đạt cũng là người thuộc nhóm máu hiếm và cũng là người duy nhất có đủ điều kiện để hiến máu cho cậu. Đạt đã mạnh dạn chấp nhận rủi ro khi phải hiến một phần lớn máu của mình để cho ca phẫu thuật của cậu được thành công. Cậu biết không, đêm hôm đó Đạt đã phải đánh cược với mạng sống của mình. Cậu có biết người bạn thân của mình đã mắc phải chứng bệnh gì hay không? Đó chính là thiếu máu lên não. Cậu ấy đã đánh liều với thần chết để đổi lại cậu được ở đây ngày hôm nay đấy. Một kẻ thiếu máu mà lại đi cho máu thì thử hỏi, nếu có phải là tình bạn chân quý thì còn là gì nữa? Tớ hỏi cậu, cậu có bao giờ quan tâm đến bệnh tình của Đạt hay chưa? Hay cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến việc đố kỵ và tính toán chi li với cậu ấy? Giọng của Hưng từ bên trong quát ra. Thôi đi, ngưng lại đi, đừng có mà nói nữa. Tớ không ngờ cậu lại có thể kể một câu chuyện vô lý đến như vậy. Bố của tớ mà lại không thể truyền máu cho tớ được hay sao? Còn nữa, dòng máu nóng đang chảy trong người của tớ là của nó hay sao? Thật là nực cười. Hưng vừa dứt lời, giọng của một người đàn ông từ đâu đã xuất hiện chợt nói vọng vào bên trong. Bé Thảo nói đúng rồi đó.
con vốn không phải là con ruột của bố. Người đàn ông này chính là ông Trấn Sơn, là người mang danh bố của Hưng, nhưng cũng là người trong câu chuyện vừa rồi không thể truyền máu cho Hưng. Ông đã nhận ra lời của Thảo đến đây để nói rõ cho Hưng biết về nội tình của sự việc đã xảy ra. Ngày đó quả thực là ông đã từng xin hai người Đạt và Thảo giấu đi cái câu chuyện này vì không muốn cho Hưng biết sự thực để rồi mà phải đau lòng. Nhưng thực không ngờ, việc ấy đã lại dẫn đến một cái kết cục khác còn đau đớn hơn hiện tại. Trấn Hưng giàn giụa nước mắt, cậu thì thào trong tiếng nấc. Con không phải là con ruột của bố sao? Bố nói thật chứ, con chỉ là con nuôi. Con chỉ là con nuôi hay sao? Không, không thể nào, không thể nào. Đúng vậy, con chỉ là con nuôi của bố. Nhưng có điều này bố muốn nói với con. Con hãy thử đặt tay của mình lên tim và cảm nhận xem. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của bố dành cho con có thực sự chân quý như tình cảm của những người bố khác mà con đã biết hay không? Bố có yêu thương con không? Bố có dạy dỗ con cách làm người hay không? Bố có trao cho con tình yêu, sự đùm bọc, sự chở che như bao đứa trẻ khác hay không? Con hãy tự cảm nhận. Những thứ tình cảm ấy liệu có quan trọng bằng hai chữ ruột già? Và một điều nữa, quả thực là bố thấy thằng Đạt rất tốt với con. Đêm hôm đó nó không dùng tính mạng của mình để cứu con, thì ngày hôm nay con không thể ngồi đây mà trách móc bố được đâu. Nó đã phải hôn mê mấy ngày liền vì thiếu máu trong cơn nguy kịch không có kém gì con khi đó. Suy nghĩ lại đi, con đã trưởng thành, con phải trở thành một người đàn ông chín chắn như hai bố con mình cũng đã từng tâm sự. Nói xong, ông biết đây là lúc để cho thời gian lên tiếng. Một khoảng lặng là sự cứu rỗi thích hợp nhất để Hưng hồi chuyển tâm lý. Ông ra xe, kéo theo cả Thảo đi cùng. Cả hai chỉ còn biết cầu nguyện, sẽ không còn một ai có thể cứu được cậu ngoài chính cậu lúc này. Nếu cậu vẫn nhất quyết giết hại Đạt, thì người phải chết chỉ có thể là chính bản thân của cậu. Lòng nhân từ của cậu đã trỗi dậy để buông tha cho Đạt hay không? Thì đó cũng chính là lối đi cứu rỗi cho mọi thứ. Sinh mạng và cả cuộc đời này của cậu sau này, cậu sẽ nằm đó suy nghĩ rất lâu. Vài tiếng cũng đã chậm rãi trôi qua, dường như đã có quyết định. Cậu ngồi bật dậy, bước ra nhà sau, hướng đến con dao Thái Lan mà ngày trước cậu đã dùng để hạ sát con Tiểu Bảo. Một tay cầm chai rượu, nốc cạn cho bằng sạch, tay kia cầm con dao hướng về mạch máu ở cổ tay, nung nấu ý định kết liễu lấy cuộc đời của mình. Một màn đêm trong mắt của cậu đã chợt hiện lên. Chai rượu rơi xuống đất vỡ tung tóe. Một mùi máu tanh tưởi bỗng tỏa ra ngay lập tức. Lúc này tại bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng Trọng Đạt nằm quằn quại trong đau đớn, Phương Thảo không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Chiếc điện thoại trên tay vẫn không một hồi chuông của Hưng. Cô quyết định để mặc cho số phận cứ tự theo hướng mà của nó muốn. Cô cho Đạt uống hết phần thuốc mà thầy Ba Toan đã cho, rồi lấy điện thoại gọi đến ông cầu mong sự giúp đỡ. Ngày hôm đó, đám cưới vẫn diễn ra như theo đúng lịch trình. Sau khi rước dâu, hai vợ chồng của Trọng Đạt và Phương Thảo đã có mặt tại nhà hàng tiệc cưới ngay sau chiều ngày hôm đó. Trọng Đạt lúc này đã lấy lại được thân sắc của mình. Cậu được xuất viện trước sự cam kết bảo lãnh của bà con hai bên dòng họ. Những vị bác sĩ đã mệt mỏi vì sự năn nỉ không ngừng của Phương Thảo nên mới đánh liều chấp nhận. Ở trước sảnh, những vị quan khách vẫn còn nườm nượp bước vào. Những lời chúc tốt đẹp ở những phong bao mừng cưới liên tục được trao đến. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp ở mọi nơi. Ở xa xa, nơi lối vào của sảnh đường, một thanh niên quần áo bảnh bao đang chậm chậm bước đến. Nhìn thấy hai vợ chồng thì vui mừng giang tay ôm cả hai vào lòng, nói: "Chúc mừng đôi bạn trẻ. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, cả hai cũng đã đến được với nhau." Trọng Đạt vui vẻ đón nhận. Trời đất, cái thằng này, hôm nay sao trông lịch thiệp dữ vậy ta? Có phải là đang để ý cô nào ở bên họ nhà gái rồi hay không? Có cần tao cân nhắc giới thiệu cho một cô hay không? Mày lo cho bản thân của mày trước đi, đeo gông vào cổ tới nơi rồi mà còn chưa biết. Muốn tao đi theo cái gót của mày hay sao? Mơ đi, mà nhân tiện, cho tao xin gửi lời cảm ơn tới vợ mày nhá. Người con gái tinh tường, cư xử khôn khéo trong mọi tình huống để cứu lấy cuộc đời của tao, đồng thời dụ luôn người bạn thân của tao là mày. Gì vậy? Tại sao mày lại cảm ơn cô ấy? Chẳng lẽ trong lúc tao nằm viện, có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra khiến cho một kẻ cao ngạo như mày mà cũng phải nói những lời đó hay sao?
Vậy thì mày phải hỏi chị nhà rồi đấy. Tao thì... Ê, thôi, tao vào trong đây. Chúc hai đứa mày trăm năm hạnh phúc nhé. Phương Thảo nhìn thấy cậu vui vẻ bước vào bên trong. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra được điều gì thực sự tốt để mà níu lấy. Trấn Hưng ở đây, Trọng Đạt cũng đã ở đây, thì có nghĩa bùa chú cũng đã được phá giải. Trông thấy cậu bước đi có chút khập khiễng, cô đã vội nói vọng vào bên trong. Này, Trấn Hưng, chân cậu bị làm sao vậy? Chấn thương rồi à? Cậu quay người nở một nụ cười đáp trả. Cái chai rượu rớt bể, mảnh kính văng đúng vào chân, đèn thế chứ lại. Phương Thảo bật lên một nụ cười rất tươi vì câu nói của Trấn Hưng. Cả hai cuối cùng cũng đã có thể đến được bên nhau. Trấn Hưng cũng đã buông bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Cậu đã dần dần chấp nhận tình cảm của cả hai người. Cậu nhận ra máu mủ ruột già cũng không trân quý bằng cách thức sự yêu thương giữa người và người với nhau. Thời gian sau đó, cậu quyết tâm trong công việc hơn để ganh đua song phẳng vị trí trưởng phòng với Đạt, nhưng đã lại thất bại. Không nản lòng, cậu quyết trau dồi thêm kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết. Cậu nhận giảng dạy cho một ngôi trường đại học về cách kinh doanh, luật pháp cũng như những chia sẻ bài học về cách làm người. Đồng thời, cậu đã dành thời gian cho ông bố Trấn Sơn của mình nhiều hơn. Hai bố con có thời gian để đi du lịch nhiều hơn. Rồi nhiều năm sau đó, khi ông muốn về hưu, cậu cũng vui vẻ tiếp quản công ty của ông để thúc đẩy nó lên một tầm cao mới. Không những vậy, cậu còn ngỏ lời mời Trọng Đạt về làm cho công ty của mình. Nhưng Đạt đã lại từ chối. Đạt chỉ muốn có một công việc ổn định, sống cùng với người vợ yêu quý là Phương Thảo mà thôi. Một năm sau đó, hai người họ cuối cùng cũng đã có được một đứa con gái đầu lòng. Họ đặt tên cho nó là Phương Linh và nhận Trấn Hưng là người cha đỡ đầu. Phương Linh lớn lên, cô bé có chút lém lỉnh của Hưng, một chút thông minh của mẹ và một chút nhân hậu của người cha. Cô đã trở thành một người mà không có một đứa trẻ nào cùng lứa không muốn kết bạn. Cứ thế, cuộc sống của cô đã trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng hai người cha và một người mẹ. Đến một ngày, trong một buổi họp mặt gia đình, cô vô tình nhìn thấy Trấn Hưng đứng bất động đằng sau bếp, đối diện với cánh cửa sau. Không hiểu bố nuôi của mình đang làm gì, cô lại gần hơn để quan sát thì bất chợt cô trông thấy có một con mèo tam thể, thân người rách dưới, máu me chảy tong tòng từ phần bụng ra. Nó rủ lông lên nhìn Trấn Hưng chân chân. Trấn Hưng đứng đó không có một chút gì là sợ hãi. Cậu mỉm cười, rồi hai hàng nước mắt cũng đã chảy xuống. Là mày sao? Tiểu Bảo, tao nhớ mày lắm. Con mèo đứng đó vẫn xù lông. Nó nhìn thấy Trấn Hưng dường như đang rất hạnh phúc vì nhìn thấy nó. Nó bước lùi lại vài bước quan sát cậu cho rõ hơn. Đúng là cậu đang khóc xót thương cho nó. Bất chợt, nó cảm nhận có cái gì đó thay đổi từ bên trong. Ở phần bụng dưới, những tấm bùa mà Trấn Hưng đã đặt ở đó ngày nào đã vội rớt ra. Phần bụng lập tức đã liền lại. Nó ọe một tiếng rồi ói ra hai sợi tóc. Một sợi Hưng biết chắc chắn là của Đạt. Vậy sợi còn lại là của ai? Cậu đã mơ hồ trong sự vô vọng. Con mèo trông gớm ghiếc khi nãy đã bất chợt trở thành một con mèo xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Nó nằm bệt xuống đất, ngước cổ lên meo một tiếng với Trấn Hưng. Cậu đã hiểu hành động này là gì. Cậu tới gần, ngồi xuống khẽ nựng cằm của nó rồi vuốt ve bộ lông như ngày nào cậu đã làm. Nó ở đó, dường như chính tình yêu thương thật tâm đã giúp cho nó trở nên siêu thoát. Nó mãn nguyện, nó mơ hồ tan biến trong màn sương. Thắc mắc về con mèo đó là gì? Phương Linh nhìn Hưng rồi tò mò hỏi. Bố Hưng ơi, con mèo vừa rồi là gì vậy ạ? Hưng mỉm cười nhẹ nhàng rồi bế cô bé lên. Đó là Tiểu Bảo, là một trong những người bạn thân nhất cuộc đời của bố.